Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ là mùa nghỉ hè của mình cuối cùng cũng đã kết thúc và mình đã được 7 tuổi. Bây giờ mình đã chuẩn bị hết đồ dùng học tập để mình lên lớp 1. Đây, đồ dùng học tập của mình lên lớp 1 là... Các bạn ơi, Minh Khoa TV là chuẩn bị vào lớp 1 rồi nè các bạn. Ba mẹ đã chuẩn bị đồ dùng học tập cho Minh Khoa nè. Có cặp mới nè. Đó, cặp gì đó? Cặp gì giới thiệu các bạn xem đó. Có siêu nhân luôn. Cặp này là cặp siêu nhân. Những người mà mình hay coi ở trong phim hoạt hình siêu nhân đó các bạn. À. Và những người này là nhân vật chính nha các bạn. À. Đây chính là mặt của khủng lồ sa này, còn đây là mặt của siêu nhân đàn viên, còn đây là mặt của thằng to, còn đây là mặt của siêu nhân chủ A có cái khi thằng ngôi sao nha các bạn. À, mai mốt Minh Quân Minh Khoa TV vào lớp 1 rồi á, là Minh Khoa TV không có coi hoạt hình nữa nha, mà Minh Khoa TV phải là học cho giỏi nè, đúng không? Minh Khoa cho mấy bạn biết là cái cảm giác chuẩn bị bước vào lớp 1 của mình á là như thế nào? Rất là sợ. À, Minh Khoa rất là sợ nè. Minh Khoa không biết là vào lớp 1 rồi cô giáo lớp 1 có còn yêu thương mình á giống như là ở mẫu giáo không, đúng không? À, các cô ở lớp 1 á có hiền giống như là mấy cô ở mẫu giáo không, đúng không? À, Minh Khoa rất là sợ nha các bạn. Và Minh Khoa review cái hộp bút cho các bạn xem kìa. Ba thấy cái hộp bút đẹp dữ vậy. Đây, hộp bút mình chiếc xe màu đỏ của mình nha các bạn. Ở trong này có những đồ dùng học tập gì các bạn cũng đã biết rồi đó. À. Nếu mà bạn nào có coi video giống như bạn giống khổ khó khăn không có tiền mua đồ dùng học tập giống như bạn Minh Quân thì các bạn cuối cùng cũng đã biết những cái này là cái gì rồi. À, vừa rồi các bạn có xem cái video của Minh Quân Minh Khoa diễn là cái tiểu phẩm là giúp đỡ những bạn khó khăn, đúng không? Thì Minh Khoa TV cũng có review cho các bạn đã xem cái hộp bút của mình rồi, đúng không? À, các bạn thấy cái hộp bút của Minh Khoa TV có đẹp không? Các bạn nếu mà thấy đẹp á, thích yêu thích của Minh Khoa TV thì nhớ tặng cho Minh Huy 100.000 like nha. Đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ Minh Khoa TV nha. À. Còn cái đó là cái gì con? Cây thước. Ồ, cây thước đẹp dữ vậy hả? Cây thước hình con thỏ màu xanh dương. À, cây thước nha các bạn. Hình con thỏ màu xanh dương luôn. Còn cái này có 15 cm. Hồi bổ các bạn cũng đã quên cái cây thuốc này dài bao nhiêu rồi. À. Đó chính là 20 cm, còn cái này thì 15 cm nha các bạn. À, có hai cây thước nha các bạn. Một cái là dài 15 cm, một cái là dài 20 cm luôn. Còn hai cái thanh màu vàng nữa là thanh gì á Minh Khoa TV? Tâm pháp nha các bạn. À, tâm pháp. À, học nhạc á, cái thanh phát đó các bạn. Mình sẽ bỏ cái thanh phát này lên từ trên. Xong. À. Bây giờ mình sẽ bỏ cây thuốc này vô đây. Không bỏ vô cái bình á, không cần đâu. Con có thể bỏ cái bọc đó ra, con xài được rồi đó. Minh Khoa TV rất là kỹ tính nha các bạn. Đồ dùng học tập của Minh Khoa TV á, Minh Khoa TV giữ sách vở nè, không có bị cong bìa đâu. Minh Khoa TV ghi chữ đẹp nè. Cô giáo ở trường mẫu giáo á, cô nào cũng khen Minh Khoa TV ghi chữ đẹp hết á. Vẽ đẹp nữa. Môn mỹ thuật là của mình á. Môn mỹ thuật là mình vẽ đẹp nhất, chứ không ai vẽ lạ bằng mình khi mình còn học lớp mẫu giáo thứ lớn hết á các bạn. À. Mình đã dùng cái két sắt của mình để tiết kiệm tiền từ buổi tới giờ. Mình đã mua những đồ dùng học tập đồ đây. À, đó cái két sắt của Minh Khoa TV nè các bạn thấy không? Có cái hộp phấn. À, hộp phấn nữa nè các bạn. Mình không
Minh Khôi TV có cái két sắt, hôm trước Minh Khôi TV cũng làm clip để review cho các bạn xem rồi đó. À, từ đó tới giờ là Minh Khôi TV để được nhiều tiền lắm rồi nha các bạn. Vừa rồi Minh Khôi TV cũng có quyên góp để giúp đỡ cho mấy bạn nghèo khó khăn á, không đủ tiền để đóng học phí nè, không có tiền để mua đồ dùng học tập. Quyên đầy hộp luôn nha các bạn. Còn ở trong phong bì, ở trong cái sách mẹ của mình đó. Còn trong đó. Từ từ mình sẽ mở cái này ra cho các bạn xem thật. Bên trong này vậy, còn cái đó nữa con. Còn cái còn tấm bảng nè. Phân bì, có màu, có đồ. Cái này mình đã để vô đây. Cái giấy tô màu, rồi những cái bút vẽ đồ không? Giấy màu được đúng không? Cái đó là của ông Phật. Ông Phật cho con cái hàm. Bỏ vô trong này. Thì con được may mắn nè, học giỏi, thông minh đó. Đúng không? Mình có màu nè các bạn. Màu này rất là thơm nha các bạn. Đây. Các bạn xem. Nhưng mà ở trong bên trong cái hộp á, nó sẽ tặng cho các bạn những cái này nè. Cái hình mẫu. Để các bạn tô màu cho nó thiệt là kỹ để nó không bị lem. Cái này là để các bạn tập luyện tô màu nha các bạn. Mà ở dưới trường mà nó ai cũng mua màu này á, mà tô cũng bị lem luốc á. Lem luốc mà còn xé nữa các bạn. Rồi còn xé cái tán bảng này nữa. Ủa trên áo của Minh Kho có hình bảng gì hả? Có thể giới thiệu cho các bạn xem được không? Mình không biết. Mẹ mua á ham. Rồi, con hôm nay chỉ có 20.000 một cái thôi nha các bạn. Nếu các bạn muốn mua màu này á thì các bạn vô lớp 1 á, ở trước cổng trường á có một cái chỗ mua bảng á, bảng đồ chơi á các bạn. Các bạn vô đó là các bạn sẽ thấy cục cải với lại cái màu này nữa. Rất là nhiều nha các bạn. Ở trong còn có đồ chơi đồ. Minh Khoa TV là được vào lớp 1A nha các bạn. 1A Cô Kiều. 1A Cô Kiều. Còn này là hình 3D nha các bạn. Đưa 3D. Các bạn xem cái này, hình 3D đó hả? Ở trong đó là có giấy kiểm tra đúng không? Giấy kiểm tra. Đây. Mình lấy ra cho các bạn coi. Rất là nhiều luôn nha. Nhiều không tới tin được. Rồi thôi Minh Khoa xếp cất vào cặp hết đi rồi Minh Khoa chia sẻ với tất cả các bạn cái cảm giác chuẩn bị bước vào năm học mới như thế nào. Minh Khoa động viên các bạn là phải cố gắng vượt qua cái thời gian khó khăn ban đầu á, rồi quen trường, quen lớp, quen cô, rồi các bạn sẽ học giỏi thôi, đúng không nào? Cũng giống như hồi xưa đi học mẫu giáo vậy đó. Ba mẹ đưa đi học thì khóc nè, đúng không? Rồi sau một thời gian dần rồi cũng quen trường, quen đây các bạn. Có phấn. Ở trong hộp phấn này có cái đồ lau bảng màu xanh dương nha. Nếu các bạn nào mà nhìn kỹ là sẽ thấy nó màu xanh dương. Hai mặt đều là màu xanh dương. Bây giờ mình sẽ đi vô cho các bạn coi nha. Con ghi chữ ấy, con ghi chữ ABC cho các bạn xem. Không vậy nữa hả? Ủa chưa học mà con ghi vậy thì mai mốt rồi nó hết phấn thì sao? Đâu có đâu, con ghi cho chút xíu. Các bạn xem Minh Khoa TV vẽ gì nha. Khoa TV đang vẽ gì á? Rồi bây giờ Minh Khoa vẽ cái bãi biển nè. Đây là cá, ở kia ghế. Có mọi người đi tắm biển nữa không? Đây chính là cây dù. Cây dù đó che nắng. Cho cái ghế có một con người ở đây tắm nắng. Minh Khoa TV thích tắm biển lắm các bạn. Để chờ hết dịch rồi ba mẹ chở Minh Khoa xuống tắm biển review cho các bạn xem nữa nha.
Đây chính là xuống bắt còng biển nè, bắt cua biển nè, các bạn xem nè. Đây chính là ba của mình nha các bạn. À. Con mắt nè. Cái miệng nè. Chính là cái chân nè. Rồi, cái bên kho vĩ ba nè các bạn. Đây chính là mẹ. Mẹ hả? Rồi. Ngồi trong này chính là mình nha các bạn. Đây. Mình lấy lộn, đây là ba, còn đây là mẹ. Ừ. Và bây giờ mình sẽ vẽ anh hai. Anh hai thì chỉ còn ngồi đây chơi cát thôi. Còn con ở đâu? Con đây nè. À. Anh hai đang là một lô đài thôi. Ý là một lô đài cát. Anh một lô đài cát trên cát đúng không? Còn đây chính là ông mặt trời. Còn đây chính là mây. Có bạn ở dưới lớp mẫu giáo lớn của mình á, tô cái đám mây thành màu hồng luôn các bạn. À. Các bạn có bao giờ thấy cái đám mây mà màu hồng chưa? Chắc các bạn chưa thấy đâu đúng không? Bạn đó có một cái trí tưởng tượng rất là phong phú á. Đây, cho bạn bỏ phấn nè. Rồi, bây giờ con xóa bảng đi rồi con cất đồ dùng học tập vào. Rồi con bỏ phấn dạng. Ừ. Ừ, bây giờ Minh Khoa chuẩn bị là cất đồ dùng học tập vào nha các bạn. Các bạn nhớ là các bạn nhớ lời của Minh Khoa dạng lúc nãy không? Các bạn yên tâm nha, đừng có lo lắng nè, đừng có sợ nha, đừng có cảm giác sợ nha. Tại vì á, cô ở lớp 1 cũng rất là dễ thương nè, rất là yêu, rất là thương các bạn nha. Cô dạy dỗ rất là tận tình. Cô giống như là mẹ vậy đó, không có sợ nha. Rồi dần dần quen trường, quen lớp, quen bạn rồi các bạn sẽ học giỏi thôi. Và các bạn được thành tích giỏi nè. Chơi với mình hơn các bạn. Các bạn mình chơi không có quấn lộn gì á. À. Cho nên là mình thích chơi với các bạn. À, các bạn là không biết Minh Khoa á, các bạn không biết là các bạn ở lớp mẫu giáo á có vào học cùng lớp 1 với mình nữa hay không, hay là các bạn vào lớp khác. À, Minh Khoa lo lắng cái đó nữa các bạn. Rồi, Minh Khoa cắt đồ vào cặp rồi. Ngày mai là ba chở xuống để tựu trường, để nhận trường, nhận lớp, nhận cô. Là Minh Khoa TV được vào lớp 1A nha các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hay, phải bấm like, share và đăng ký cho mình được 100.000 like luôn. Hơn 1 triệu ngàn like luôn nha các bạn. À. Để mình có động lực để mình làm video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Xin chào tạm biệt các bạn nha.